Khi nào mà bạn có nhiều tiền quá mà bạn dám chạy 100 triệu một ngày, giống như cái hội banking mà hội chạy voi đấy, thì lúc đấy thì bạn sẽ không target. Khi mà làm quảng cáo Facebook thì thông thường chúng ta gặp rất nhiều sai lầm khác nhau về quảng cáo. Nhưng mà cái sai lầm mà nhiều nhất và mình thấy nhiều người mắc phải nhất đó là cái sai lầm ở trong target. Khi mình làm quảng cáo thì mình thấy rằng là có 4 kiểu target sai lầm. Thì nếu bạn đang gặp vấn đề trong target, nếu cái chi phí quảng cáo của bạn nó đang cao mà nó không hề rẻ, hoặc nếu mà chi phí của bạn có rẻ đi nhưng mà lại không chốt được đơn, thì chắc là video này sẽ là một cái video mà các bạn có thể tham khảo và hữu ích cho các bạn. Đây là phần giao hàng tiết kiệm của mình. Tất cả những cái quy trình, những cái công thức thì mình đều tạo ra được những cái doanh số tốt. Tháng 7 thì mình được 8.500 đơn hàng. Ở tháng này đi, tháng này mới được có 4 ngày thôi, mà ngày hôm nay là buổi sáng thì đã được 821 đơn hàng. Tức là trung bình mỗi ngày thì mình gửi đi khoảng tầm 200 đến 300 đơn hàng. Vậy kiến thức này thì mình chia sẻ cho các bạn, thì có một số bạn có thể ứng dụng được, có một số bạn sẽ không ứng dụng được, bởi vì cái phần trải nghiệm của chúng ta là khác nhau, sản phẩm của chúng ta cũng là khác nhau, đúng nhỉ? Và bây giờ thì chúng ta cần đặt ra một câu hỏi, và Hạnh rất muốn hỏi các bạn là liệu bạn đang target như thế nào, và cái target đấy của bạn thì nó có sai hay không, và bốn cái kiểu target này thì bạn đang target theo kiểu nào ở trong bốn cái mà mình chia sẻ ở dưới đây. Bây giờ là cái đầu tiên, đó chính là cái số 1, đó chính là kiểu target bán gì target đấy, đúng nhỉ? Ví dụ như cái cam này là cái cam mà mình bán váy bầu các bạn nhé. Cam này là cái cam mình bán váy bầu các bạn nhé. Đấy, và mình đang chạy là mục tiêu tin nhắn. Hiện tại tin nhắn mình đang được là 9.000, rồi là 6.000, rồi là 13.000. Cam này đang ngày hôm nay đang chi tiêu đang là 200.000 trên một cam, và tổng chi tiêu là 1 triệu, đúng không? Bán gì target đấy, tức là nếu mà các bạn bán váy bầu thông thường thì cũng bạn cũng chỉ target được giống như là kiểu như là ghép vào trẻ em, trẻ sơ sinh, bỉm sữa, rồi là đẻ, rồi là sinh đẻ, rồi là sau sinh, đúng không? Đấy thì được gọi là bán gì target đấy. Thì bản chất của thằng Facebook đấy, đó chính là mua và đấu giá. Nó có từ mua và đấu giá ở đây. Cái số 2, bản chất của thằng Facebook là phân phối ngẫu nhiên. Để giải thích cho cái từ này thì mình sẽ chia ra làm hai nhánh. Cái nhánh đầu tiên đó chính là mua và đấu giá. Tức là khi mà bạn bán váy bầu, bạn bán bất kỳ một cái sản phẩm gì đấy, mà bạn bán gì target đấy thì không khác gì đấu thầu với nhau, với rất nhiều các đối thủ ở ngoài kia. Thì những cái từ khóa mà bạn target là váy bầu này, rồi là trẻ em, trẻ sơ sinh này, thì CPM của nó sẽ rất là cao, tức là phiên đấu giá sẽ rất là cao và rất nhiều người đấu giá. Nhiều người đấu giá với nhau. Tức là những cái từ này ai cũng nghĩ được ra, thì tất nhiên tự nhiên những cái từ khóa này cần phải mua và đấu giá nó đắt hơn bình thường. Đây là ý số 1 là mua và đấu giá. Ý số 2 là phân phối ngẫu nhiên, đúng không? Phân phối ngẫu nhiên này thể hiện ở một hình thức là cái phần bản tin khách hàng đấy. Bản tin khách hàng. Đây, ví dụ, đây mình cho các bạn xem. Ví dụ thì mình vừa tìm về những cái liên quan đến áo sơ mi, thì ngay lập tức trên bản tin của mình được phân phối rất nhiều những mẫu bản tin liên quan đến quần Âu và áo sơ mi. Đây là mẫu số 1, đúng không? Rồi mình kéo nhẹ xuống dưới. Rồi, đây là mẫu số 2, đúng không? Và mình kéo tiếp và mình kéo tiếp thì chắc chắn là mình sẽ gặp thêm những cái mẫu quần áo liên quan đến quần Âu và áo sơ mi kiểu tương tự như thế này. Thì thông thường khách hàng nó sẽ có nhiều cái sự lựa chọn, giống như kiểu là vào nhà hàng thôi. Khi mà các bạn vào mà nhân viên nó đưa cho một cái cuốn menu rất là nhiều cái món khác nhau, thì thường thường chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Và khi nhiều sự lựa chọn như vậy, thông thường thì chúng ta sẽ nhìn giá đầu tiên, đúng không? Vậy thì các bạn hình dung, nếu mà các bạn bán gì target đấy, bán váy bầu target là váy bầu, bán áo sơ mi target là áo sơ mi, bán áo thun target là áo thun, thì bản tin của người dùng sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn và mẫu mã khác nhau ở đây. Và những cái mẫu này thì có nhiều loại giá khác nhau, nhiều chất lượng khác nhau. Nhưng với khách hàng có nhiều sự lựa chọn về mẫu mã và quảng cáo như thế này, thì khách hàng sẽ lựa chọn cái đầu tiên là về giá, cái số 2 là cái lựa chọn là ở gần. Đấy, tức là ở gần thì ta mới mua, còn nếu mà ở xa thì chưa chắc. Ví dụ chưa? Vì vậy nếu các bạn bán gì target đấy, nó cũng không sai, nhưng mà với một số sản phẩm thì nó sẽ bị nhiều người đấu giá quá, nhiều người tham gia vào phiên đấu giá, thì các bạn không có khả năng thắng thầu nhiều. Cái số 2, khi mà các bạn có thắng thầu đi chăng nữa thì cái phiên đấu giá đấy sẽ phân phối đến bản tin của
của người dùng, và nó hiển thị nhiều mẫu làm cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Và cái việc mà quyết định mua hàng của shop của bạn ấy, mà chẳng may giá của bạn nó là giá tầm trung và giá tầm cao ấy, thì đấy là cái tình trạng mà báo giá xong khách chạy mất hình, hoặc là khách hàng cũng không inbox bởi vì khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nó sẽ có một số giải pháp, ví dụ như ở trong cái tài khoản quảng cáo này. Đây, mình bán váy bầu thì mình target vào homestay, ở những cái người đi homestay, những cái chị em phụ nữ trên 28 tuổi đi nghỉ dưỡng, đấy, đi homestay, đúng không? Cái nhóm số 2 thì mình target vào mua sắm. Đây, mua sắm trực tuyến. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể là bán gì ta cần đấy. Ở đây được, các bạn chỉ cần cho nó vào một nhóm xong rồi đo lường theo cái kết quả mà chúng ta nhận được. Ví dụ ở đây mình target vào cả âm nhạc, nhạc cổ điển và nhạc giao hưởng nữa, opera, cái này nữa. Mình target vào những người liên quan đến vấn đề về tóc, tóc giả. Và vấn đề nữa là mình target đến những người mà thích mỹ phẩm và đặc biệt vấn đề về da. Đấy, thì ở đây mình không cần nhất thiết phải bán gì ta cái, mà mình đang target vào chính đối thủ. Ví dụ như chúng ta là bán áo sơ mi, có thể target vào ví dụ như những cái người mà làm giờ hành chính, đấy, chính trị, nhà báo, sale. Bởi vì những nhóm đối tượng này là những nhóm đối tượng chuyên phải mặc áo sơ mi và quần nâu, thì các bạn có thể target vào đây được. Cái sai lầm số 2 đó chính là target chùm. Target chùm đây là một ví dụ cho các bạn. Ví dụ các bạn bán váy bầu như của mình đi, thì các bạn target vào mỹ phẩm này, thẩm mỹ viện này, cha mẹ có con nhỏ này, sữa bỉm này, làm đẹp này, ti giả này, rồi là du lịch này, rồi là túi sách và rất nhiều những cái thứ liên quan ở bên dưới, đúng không nhỉ? Đấy, các bạn bấm gợi ý và các bạn thường target rất nhiều thứ ở bên trong như thế này. Thì ở đây mình cũng đã ghi rồi, quảng cáo Facebook là phân phối ngẫu nhiên, đúng không? Phân phối ngẫu nhiên ở đây thể hiện cho cái việc là ví dụ ngày hôm nay ra đơn thì nó phân phối ngẫu nhiên vào những người thích mỹ phẩm. Đấy. Ngày mai nó không ra đơn thì nó lại phân phối ngẫu nhiên vào những người mà thích bỉm, bởi vì chữ bỉm này bị cạnh tranh mà nên nó không ra đơn. Ngày kia nó lại ra đơn thì nó lại ra bởi vì nó phân phối vào cái từ thẩm mỹ viện, những người thích từ thẩm mỹ viện này. Ngày kia nó lại không ra đơn bởi vì nó vào từ du lịch hoặc cái từ làm đẹp này. Đây là cái từ cạnh tranh. Thì cái từ mà cái ở đây đấy, target chùm ấy, là cái target mà target quá nhiều nhu cầu khác nhau vào một bảng target. Và khi mà chúng ta ra đơn, ví dụ như ra 100 đơn mà chúng ta target như thế này, target chùm như này, thì chúng ta không trả lời được câu hỏi là đơn hàng ra từ nhóm khách hàng thích target nào hoặc là sở thích nào. Nếu các bạn đang target chùm như này thì lời khuyên của mình là các bạn nên tách nhỏ ra. Mỗi một nhóm thì các bạn để 3-4 từ thôi. Các bạn có thể làm như thế này: mình phân ra thành nhiều nhóm, mỗi một nhóm thì mình cho tiêu một khoản tiền như nhau, và cuối ngày mình đo lường xem là đơn hàng ra ở đâu nhiều nhất. Cái sai lầm số 3 trong target mà các bạn thường hay gặp phải đó chính là không target. Đấy, các bạn không target thì các bạn nhìn vào đây, cái tập đối tượng nó rất là rộng. Vậy thì cái số tiền mà các bạn chi tiêu ở đây 30.000 một nhóm, 50.000 một nhóm hoặc 300.000 một ngày, thì các bạn cần phải đặt một câu hỏi là đến bao giờ cái số tiền này sẽ tiếp cận hết đối tượng này, đúng không? Bởi vì cái đối tượng này rất là rộng, nếu các bạn tính ra thì nó có thể là tiêu vài năm mới tiếp cận được hết tập khách hàng. Thì đấy là lý do vì sao các bạn kiểu target vào cái tập khách hàng rất là rộng, giống như kiểu kiến đá voi đấy, muỗi đốt con voi đấy, thì làm sao có thể hiệu quả được. Khi không target thì cũng quay về cái bài toán cũ, là cái bài toán vừa nãy mình chia sẻ cho các bạn đấy, đúng không? Đây, đó chính là quảng cáo nó phân phối ngẫu nhiên các bạn nhé. Đây là bản chất của thằng Facebook, nó phân phối ngẫu nhiên. Khi mà không target vào đây thì các bạn hình dung là không khác gì là các bạn target vào những kiểu người, họ là những người cao cấp, họ là những người phổ thông, họ là những người không có tiền, họ là những người có nhu cầu khác đã mua hàng rồi, đúng nhỉ? Thì làm sao mà có thể hiệu quả được. Có những trường hợp không target được sử dụng như sau. Có cái trường hợp như sau, đó chính là khi nào mà bạn có nhiều tiền quá mà bạn dám chạy 100 triệu một ngày, giống như cái hội banking mà họ chạy voi đấy, thì lúc đấy thì bạn sẽ không target. Và cái chiến lược mà khi chạy như vậy, như này này, được gọi là chiến lược hớt váng. Đấy, tức là chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh. Họ chỉ vét một cái máng ở bên trên thôi là họ ăn được luôn. Chỉ trong vài ngày thôi thì họ có thể tiếp cận được hết 100% những cái khách hàng ở đây. Ví dụ như vậy, thì gọi chiến lược hớt váng. Thì khi đấy thì họ mới không cần target. Còn với bản thân của các bạn, nếu các bạn đang chi tiêu một cái khoản tiền nó đang bình thường như thế này nhá,
nó đang bình thường như thế này, nó đang ít như thế này, thì buộc các bạn cần phải chi tiêu ở những cái tệp nó phù hợp, cái số lượng khách hàng tiếp cận nó phù hợp. Ví dụ như là tệp khách hàng từ 1 triệu đến 3 triệu thôi thì các bạn như thế là vừa, hình dung chưa nào? Đấy, ở trong cái quảng cáo Facebook có 4 cái kiểu target sai lầm, và nếu các bạn mà đang gặp những cái target sai lầm như vậy mà các bạn không biết cái giải pháp của các bạn là gì thì các bạn có thể là tham khảo qua cái phần khóa học mà mình chia sẻ. Đây là những cái mẫu về quần Âu và áo sơ mi. Đấy, mình làm rất là mạnh về quần Âu và áo sơ mi. Đây cái xưởng sản xuất. Đấy, quy mô xưởng thì ở đây nó khoảng tầm 200 m², nhân sự là 100 người. Đấy, làm tờ ở nhà nữa thì mỗi ngày sản xuất ra khoảng tầm 2.000 quần và 2.000 áo như thế này.